Châu cho mày chi mà mày mấy bữa nay trời nắng mày nắng nực bực bội, tôi ưng trời mưa mót mẻ trời nắng nặng nực, mặc bộ đồ cũng không sang nữa, cử ra nắng nực cay cỏ chết khéo hết trơn, gắt trời nắng gắt. Châu cho bữa nay mưa chi mà mưa mày dữ đi trời ơi, lục vô Hội An rồi mưa quá thúi đất thúi trời, trời mưa ẩm ướt phơi đồ cũng không được chó, tàu bên đây ân xí nén thấy trời mưa ghét nước lụt đồ ẩm mốc hôi thúi, đi ra đường cái mặt ố mưa, đi ra đường cái mặt ố mưa, tàu ân xí nén thôi. Chi chu cho con nó vô vô sinh rồi đẻ mà nó đẻ, còn không thằng nó cũng ăn chơi quá rồi trừ đâu có đẻ được đâu, con nó thì nó vô sinh rồi, thái tướng là thấy đẻ không được rồi, vô sinh mà đẻ ra được đẻ chi con nó hả? Châu cho thái cưới về đem giới thiệu về nhà là tao biết cũng có bào rồi. Ui cũng có bào trước tình làm chứ, cũng có bào trước rồi mới cưới chứ đợi muộn cưới. Đẻ chị con một đứa đó em, đẻ thêm châu cho bên đây đẻ con một đứa tậu ha, nhỏ ăn bùn đẻ thêm đi. Trời sinh vua sinh có em đẻ gì chì, rón đẻ em đẻ đợi đi em đẻ lần nuôi lần lần nuôi lần khó cực lắm. Chì mày đẻ bò bốn đứa gứa mày đúa đẻ cho nhiều rồi đúa rồi chết, thời buổi trừ tiền không có lộn ăn đẻ con đòn cha đóng rồi đúa, tao nói rồi bởi nghèo khổ suốt đời đẻ gì bò bốn đứa con đẻ dữ ngát đào không lay. Thì em chưa có người yêu mấy, trời ơi để làm tuổi đào rồi chưa có người yêu, mấy có bị bệnh gì em chứ, bữa nay chưa có người yêu họ lớp 10 lớp 9 họ ôm ấp rồi bò 25 tuổi chưa có người yêu, cô đi khám bác sĩ đi bị bệnh hả? Kính mi. Ê con, mới học lớp 10 hê mà yêu đương chi sớm kinh đấy con, lo học hành ấy, công danh sự nghiệp chưa có, nghề nghiệp chưa vững, yêu đương yêu lộn chi mạch kinh đấy, học ra trường đi có nghề có nghiệp vẫn bù bù vô cái lựa không hết, trừ mà yêu đương lộn chi mày có nghề có nghiệp thử ghế có bù không, trừ mày lo học hành đàng hoàng đi, yêu đương trừ toàn bao cái thứ gì chi không, mới lớp 12 mở mũi yêu đương yêu hắn 10 năm rồi đang chưa cưới mày cưới rồi tội, yêu con người ta 10 năm trời mà không cưới không cưới đi chứ để giờ bữa chia ta cái tội hắn không thắc mắc 10 năm thanh xuân không, yêu thì yêu cưới rồi yêu cả hơn 3 năm cưới đi, yêu yêu gì 10 năm cứ rồi để thúi hết, yêu là phải cưới liền rồi mới khỏe.